mà đang là đẩy ngược danh hồ. Đang mở là đẩy được mà. Thiết kế mà. Ừ, nói không? Qua hầm to. Hai người ngồi đó tội nghiệp. Cái răng dễ mà ăn mứt kho len vô là nó bị rớt luôn á. Dính lắm. Luôn hả? Dạ, nó dính lắm, như mập nhe vậy á. Ok, giờ mình đưa mấy con đi cho. Đấy, nó qua hầm. Nói chung là xuống dưới đây. Đó, con lì nó cũng vẫn lặn gì nè mẹ. 200. Lúc có hổm hùng là 600 ngàn. Nó hùng chứ, hỏi gì thu ơi, kỳ có gì thu đi nè. Nói trong công ty á. Mà gì thu với chú Hương rồi với mẹ không có lặn. Mình hay chồng với đứa bo nó lặn đấy. Nó cho mình đeo cái đồ thở mà. Nhưng mà lặn xuống nào học tới. Hùng có quay phim chụp hình với luôn á. Ủa, cái camera của mình đang camera đó hả? Đúng rồi, cái chim. Camera nó giống con Mương nè. Con Mương có quay vậy luôn á. Lặn nước được mà. Cái ra con đường lặn nước luôn không? Được. Thân thả xuống nước hoài vậy. Thấy hả? Ở đây. Nước chở. Không. Cái này à, thả xuống nước được không hả? Chống nước. Ê, đang ăn cái bánh. Nó xuống dưới nó quay vậy đó. Bữa con Hồng xuống dưới có chụp hình luôn á. Có chụp hình đang đứng vậy nè, giơ hai tay cá lội 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 lội. Ok, mời mọi người trải nghiệm. Thấy mẹ nó đưa mình cái đĩa nữa. Thêm mấy trăm ngàn nữa. Lì nó nói là Vinh mấy cái đảo á, bây giờ Vinh Bơ nó mua hết rồi. Không có cho tự do mà mình giống như hồi xưa là đi, mỗi lần đi là lấy ghe, chạy ghe đó chơi. Giờ là nó tính vé. Trời ơi, trên chiếc xe bác Bự nãy nó chục bánh mì. Chứ bánh mì gì đây? Thấy cái chợ
xuống để cho nó không thoát khí ra nên nó cũng hơi nặng, mười mấy phút 20 phút thì nó cũng mỏi rồi, lên cảm thấy cũng thoải mái. Ok bây giờ giờ mình lên nè, đó lên tới một lúc cái người ta sẽ dỡ ra cho mình, tại vì nhờ cái lực đẩy của nắm đầu giờ rồi.
Thật ông nói thì không chớ chứ hả? À, có bà. Ông chớ của mình chớ mà. Ông không nhắn rồi ngay quá ha. Chuẩn bị nè, chuẩn bị ói nè nha. Ôi, nãy mua thuốc uống. Nãy tôi không có mua đâu. Nghe cái tàu giống mình đi Hà Long á. Tàu này mối vậy. Quý Hoàng à, Quý Hoàng à. Đi đâu Bông? Bông. Yeah.
Phê rồi. Xong rồi. Phê rồi đó.